ngồi. Trong thánh lễ ban phép bí tích thêm sức, Đức Tổng Giám Mục hỏi một ứng viên định nghĩa ba ngôi Thiên Chúa là gì. Một bé gái 14 tuổi nhỏ nhẹ trả lời: "Thưa, ba ngôi Thiên Chúa là ba ngôi trong một Thiên Chúa." Đức Tổng Giám Mục đã lớn tuổi, nặng tai, nghe không rõ, bèn hỏi lại: "Cha không hiểu con nói gì?" Vị linh mục giúp lễ cho ngài là một nhà thần học bèn trả lời: "Thưa Đức Cha không cần phải hiểu, ba ngôi là một mầu nhiệm." Hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta biết rằng mình không thể hiểu được vì đó là một mầu nhiệm, nhưng cũng biết chắc rằng chúng ta đang sống mầu nhiệm đó. Ai cũng sống trong dòng đời, nhưng mấy ai đã hiểu được cuộc đời? Ai cũng cảm được dòng nhạc hay, nhưng lại không thể lấy được cái hay đó ra cho người khác xem. Tách ra khỏi dòng sông, con cá sẽ chết. Biệt lập ra khỏi dòng đời, con người sẽ không tìm thấy hạnh phúc. Lấy ra một nốt nhạc, nó chỉ là một âm thanh trơ trọi, không còn là một bài ca. Một vũ khúc được liên kết bởi các cử điệu trong sự liên tục trôi chảy và nhịp nhàng. Đó chính là những hình ảnh sống động giúp ta hiểu phần nào về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Có một cuốn sách tuyệt hay với tựa đề Flow, sự trôi chảy của Mihaly Csikszentmihalyi, giáo sư tâm lý học trường Đại học Chicago. Tác giả đã trình bày những kết quả của việc nghiên cứu nhằm xác định một cách chính xác câu hỏi: điều gì làm cho con người hạnh phúc? Sau khi thử nghiệm và phỏng vấn hàng trăm người trong nhiều năm, giáo sư đã đi đến kết luận rằng con người cảm thấy hạnh phúc nhất khi chúng ta sống trong sự trôi chảy. Qua lời khẳng định này, tác giả muốn nói đến khả năng tự làm mất đi cái bản ngã của mình để hòa điệu vào cái khác hay người khác. Hy sinh cuộc đời mình cho một người, một công trình hay một hoạt động, nhảy ra khỏi sự hạn hẹp của cái tôi chủ quan để hòa mình vào dòng suối cảm nghiệm của cuộc đời. Sống trong sự trôi chảy có thể thực hiện dưới vô số những hình thức: leo núi, đánh cờ, nghe nhạc, hàn huyên trong câu chuyện gẫu, đắm chìm trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám, hay hăng say làm việc giúp đỡ người nghèo. Bất cứ cái gì thúc đẩy chúng ta ra khỏi bản thân mình, bất cứ cái gì làm cho chúng ta ngây ngất hay tạo nên hoang lạc có thể được coi như trong sự trôi chảy. Đồng thời, khi chúng ta bị ngã bật ngửa ra qua sự chán chường hay lo âu, khi chúng ta tê cống lại thay vì chuyển động trôi chảy, chúng ta trở nên bất mãn, không hạnh phúc. Đối với người Công giáo thì chẳng có gì ngạc nhiên, vì chúng ta ngầm khẳng định cái kinh nghiệm nội tâm này và biểu tỏ ra một cách sâu xa mỗi khi làm dấu thánh giá. Tôi tự hỏi chúng ta có thường ý thức rằng Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng không phải là một tĩnh vật bất động, nhưng là một tập thể của những ngôi vị linh hoạt và năng động: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Từ nguyên thủy, Đức Chúa Cha, nguồn thần tính vô tận và phong phú, biểu tỏ qua Chúa Con,
một cuộc hành trình đi ra khỏi chính mình trong kiến thức và tình yêu. Và Đức Chúa Con từ nguyên thủy tự cho phép mình được phát biểu và rồi trở về với Đức Chúa Cha trong hoang lạc. Trong tình yêu hổ tương, sự chia sẻ thân mật sâu xa của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là Đức Chúa Thánh Thần. Diễn tả theo ngôn ngữ gợi cảm của Thánh Bernard of Clairvaux: Đức Chúa Cha là người hôn, Đức Chúa Con là người được hôn, và Đức Chúa Thánh Thần chính là nụ hôn mà Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con chia sẻ với nhau. Thiên Chúa của chúng ta là một sự nhịp nhàng, một vũ khúc, một dòng sông, một dòng đời. Bản chất của Đức Chúa Cha là hướng về người khác, là đi ra khỏi chính Ngài. Bản tính của Đức Chúa Con là quên mình, trong khi bản tính của Đức Chúa Thánh Thần là yêu thương và được thương yêu. Ôi Thiên Chúa của con thờ lại ba ngôi. Xin giúp con quên hẳn mình đi để ở trong Chúa, bất động và bình an, như thể hồn con đang sống trong vĩnh hằng. Xin đừng để điều gì quấy phá sự bình an của con và làm con phải ra khỏi Chúa. Ôi đấng bất biến của con, nhưng xin cho mỗi phút đem con vào sâu hơn trong mầu nhiệm của Chúa. Xin cho tâm hồn con được bình an và trở thành thiên đường của Chúa, nơi cư ngụ Chúa yêu thích, nơi Chúa nghỉ ngơi. Xin cho con đừng bao giờ để Chúa một mình, nhưng luôn có mặt, trọn vẹn, tỉnh thức trong đức tin, hết lòng thờ kính, hiến dâng trọn vẹn để Chúa tác tạo. Lời nguyện của chân phúc Elizabeth Ba Ngôi.